Mến chào quý anh chị khách hàng và các nhà đầu tư đã quay trở lại với kênh Nhà Đất Quận 12. Hôm nay em Phúc xin giới thiệu cho quý anh chị một căn nhà nằm ở phường An Phú Đông, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Và đây là đường dẫn vào căn nhà của chúng ta, đường xe ô tô. Căn nhà của chúng ta nằm ở đường An Phú Đông 091 sẹt. Chúng ta thì nằm sát bên Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Đường trước nhà của chúng ta có chiều ngang là 5m và đường thông. Xung quanh dân cư ở kính và cách chợ trường học khoảng 500m. Và đây là căn nhà của chúng ta. Căn nhà của chúng ta có chiều ngang là 4m4 và chiều dài là 13m. Thổ cư là 48m, pháp lý là sổ hồng riêng. Nhà của chúng ta thì có thiết kế một trệt một lửng, một phòng khách, một phòng bếp, hai toilet, hai phòng ngủ. Và được chủ gửi bán với giá là 3.680.000.000. Và giá này chúng ta có thể thương lượng trực tiếp với chủ, và chủ hứa sẽ bớt lọc lá cho chúng ta. Và theo Phúc thấy, với mức giá 3.680.000.000, chúng ta chỉ mua được một lô đất sổ hồng riêng ở phường An Phú Đông, quận 12. Và cũng có thể nói với lô đất này là chủ chỉ bán với giá đất và căn nhà là tặng cho chúng ta. Căn nhà rất là kiên cố, rất là đẹp. Nền nhà thì được gia chủ lót gạch giả gỗ, và xung quanh tường cũng được chủ ốp gạch lên cao khoảng 1m8. Và đây là không gian phòng bếp, cũng được gia chủ bố trí cho chúng ta một kệ bếp bằng nhôm. Và phía sau là chúng ta có một nhà vệ sinh và một phòng ngủ. Phòng này thì chúng ta có thể dành cho những người lớn tuổi ngại lên cầu thang. Phòng ngóc cũng rất là rộng và sạch sẽ nha quý anh chị. Nếu quý anh chị quan tâm tới căn nhà thì hãy nhanh tay nhấc máy điện thoại cho Phúc theo số điện thoại ở góc màn hình để tới xem trực tiếp căn nhà, và chúng ta sẽ gặp trực tiếp với chủ để làm việc. Bây giờ Phúc sẽ quay từ cái phòng cuối cùng đi ra phía trước phòng bếp và phòng khách cho quý anh chị xem một lần nữa nha. Căn nhà chúng ta rất là thoáng và sạch sẽ. Đây là phòng khách. Kệ bếp cũng được chủ lót đá hoa cương, rất là sạch sẽ. Đây là phòng khách rất là rộng và thoáng nha. Phía trước chúng ta có một lớp cửa 4 cánh và một khoảng sân phía trước chúng ta có thể đậu được 3-4 chiếc xe máy. Và bây giờ sẽ nhìn lại toàn bộ không gian phòng khách và phòng bếp. Cầu thang thì được gia chủ làm lót đá hoa cương, tay vịn thì làm bằng gỗ cam xe và kính cường lực 10 ly, rất là chắc chắn. Phía trên tầng lửng, gia chủ cũng chừa cho chúng ta một khoảng không khoảng 2m để chúng ta làm một cái tủ thờ để thờ ông bà tổ tiên. Và phía sau là chúng ta có một phòng ngủ, đây là phòng ngủ chính rất là rộng rãi. Trong phòng ngủ chính này thì chúng ta cũng có một nhà vệ sinh ở phía sau rất là rộng rãi. Căn nhà chúng ta có vị trí là hai mặt tiền, một mặt tiền phía trước và một mặt tiền phía sau. Phúc xin nhắc lại, căn nhà của chúng ta có diện tích là 4.4m và chiều dài là 13m, một trệt một lửng, được chủ gửi bán với giá là 3.680.000.000. Căn nhà chúng ta thì pháp lý là sổ hồng riêng, có thể công chứng sang tên ngay trong ngày. Và đây là mặt tiền phía sau của căn nhà chúng ta. Sẽ quay sơ cho quý anh chị xem nha. Cũng thông ra đường nhựa chính. Dân cư thì cũng ở kính. Từ vị trí căn nhà của chúng ta đi qua Gò Vấp khoảng hơn 5 phút đi xe máy. Về sân bay Tân Sơn Nhất khoảng 7 km. Một vị trí rất là đẹp cho một căn nhà với giá rất là mềm nha quý anh chị. Nếu quý anh chị quan tâm tới căn nhà thì hãy nhanh tay nhấc máy điện thoại cho Phúc với số điện thoại để tới xem trực tiếp căn nhà và gặp trực tiếp với chủ, chúng ta sẽ làm việc. Nhà rất là rộng và thoáng. Hiện tại thì quý anh chị khách hàng cũng đã xem nhiều video về giá nhà và đất ở An Phú Đông, chắc quý anh chị cũng nắm rõ giá nhà và đất ở bên đây. Hiện tại giá một căn nhà 4.4m và chiều dài là 13m, thổ cư, sổ hồng riêng với giá là 3.680.000.000 thì một mức giá rất là mềm nha quý anh chị. Giá này chủ hứa sẽ bớt lọc lá cho quý anh chị thiện chí. Đây là con đường trước nhà của chúng ta. Đường trước nhà của chúng ta thì xe tải, xe ô tô vào thoải mái nha quý anh chị. Khu dân cư đông đúc. Xung quanh thì có 500m thì chúng ta sẽ có chợ An Phú Đông, Bách Hóa Xanh, trường học. Và đi khoảng 600m là chúng ta sẽ ra tới đường Hà Quy Giáp, là liền kề với đường Nguyễn Oanh, Gò Vấp. Hiện tại với một mức giá rất là mềm, với một căn nhà ở bên An Phú Đông, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Nếu quý anh chị quan tâm tới căn nhà thì hãy nhanh chân bắt máy điện thoại cho Phúc theo số điện thoại góc màn hình nha.
Cảm ơn quý anh chị đã xem hết video review căn nhà ở bên An Phú Đông của em. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở những video sau. Xin chúc quý anh chị được nhiều sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống.